Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Thôn Quê Sài Gòn. Hôm nay, Thôn Quê Sài Gòn xin được chia sẻ đến quý ông bà, cô bác, anh chị em về một tu viện bị bỏ hoang tại Đà Lạt. Đến nay, đã tròn một tháng, đã có hai mạng người mất khi sửa chữa tu viện ở Đà Lạt. Hôm ngày 9 tháng 4 năm 2021, là tròn đúng một tháng khi hai công nhân sửa chữa khuôn viên tu viện dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, nay là cơ sở tại Đà Lạt của trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh. Hai công nhân trên không may mắn đã qua đời do tai nạn khi thi công công trình. Một tháng qua, công trình đã bị tạm dừng. Xin mọi người hiệp lời cầu nguyện cho hai công nhân và gia đình của họ. Tu viện bỏ hoang có lẽ là cụm từ được nhiều du khách đến Đà Lạt nhắc cùng nhiều chuyện ly kỳ. Trước năm 1979, nơi đây là tu viện của dòng nữ Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, Franciscan Missionaries of Mary. Vào những năm 1930, năm 1940, nơi đây là đan viện của dòng Biển Đức. Vào tháng 4 năm 1938, dòng Biển Đức đã bán lại cho dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ làm tập viện, và dòng Biển Đức tiếp tục ra Huế mua đất làm đan viện Thiên An từ tháng 4 năm 1940. Tập viện của nhà dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ chính thức hiện diện tại Đà Lạt vào tháng 4 năm 1958 với Cộng đoàn Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Từ năm 1979, tu viện đã bị buộc phải giao cho nhà nước quản lý. Sau nhiều lần đổi công năng từ khách sạn, trường học, hàng chục hộ dân vào ở, vân vân. Năm 2014 tới nay, tu viện chính thức trở thành cơ sở Đà Lạt của trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh. Cho dù khoác lên chiếc áo nào, thì cụm kiến trúc này vẫn là kiến trúc công giáo đặc sắc không thể nào xóa được. Mọi người dẫu có đến, cũng đừng quên gốc tích nơi này. Để mọi người có thể hiểu hơn về nơi này, Thôn Quê Sài Gòn xin được chia sẻ về bài viết của nữ tu Anne Marie Trần Thị Lý, đại diện chị em họ dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, để hiểu rõ hơn về lịch sử với nhiều biến động của tu viện này. Sơ Anne Marie Trần Thị Lý từng là bề trên giám tỉnh của dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ tại Việt Nam từ năm 2007 đến năm 2015. Tu viện Đức Mẹ Vô Nhiễm của dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ được thành lập từ năm 1958, tọa lạc trên một ngọn đồi thơ mộng hữu tình tại thành phố Đà Lạt, với quanh năm khí hậu mát mẻ trong lành. Nơi đây một thời là tập viện của dòng, nơi huấn luyện đào tạo nhiều nữ tu nhằm đáp ứng cho nhu cầu phục vụ người dân nghèo, cả trên quê hương đất nước Việt Nam và cả ngoài biên thùy. Nguyện đường của tu viện mang kiến trúc đậm nét châu Âu, đóng góp vào những di sản văn hóa của thành phố và cả nước, đồng thời là nơi nuôi dưỡng sức sống tâm linh cho nhiều thế hệ. Công trình nhà nguyện này do hai kiến trúc sư người Pháp là Alexander Leonard và Paul Weiser là người thiết kế phần lớn dinh thự, biệt thự Đà Lạt trong đầu thập niên năm 1940. Còn bản thiết kế khu trường học của dòng do kiến trúc sư Phạm Khánh Chù là một tên tuổi quan trọng trong giới kiến trúc miền Nam thực hiện vào năm 1961. Theo dòng lịch sử, từ năm 1929, Linh Mục Paul Mau cùng bác sĩ Lermont, giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quy Nhơn, đã thành lập trại phong Quy Hòa để cưu mang và chăm sóc các bệnh nhân phong là những con người đau thương khốn khổ nhất trong xã hội lúc bấy giờ. Tuy nhiên, công việc quá vất vả và đòi hỏi chuyên môn cao, nên cha Mau Hồ đã đến Roma xin mẹ bề trên dòng cho người trợ giúp. Và họ dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ đã sẵn sàng đáp ứng lời mời gọi khẩn thiết của các vị sáng lập trại. Ngày 24 tháng 10 năm 1932, sáu nữ tu đầu tiên của dòng đã từ châu Âu đặt chân đến mảnh đất Quy Hòa hoang vu và nghèo nàn để chữa trị, an ủi và nâng đỡ những anh chị em bệnh nhân phong
đến từ khắp miền đất nước. Thi sĩ Hàn Mặc Tử cũng là một bệnh nhân được chăm sóc và qua đời tại đây, đã để lại cho đời nhiều án thơ bất hủ. Trong đó có bài thơ Linh Hồn Thanh Khiết năm 1940, ca ngợi các nữ tu của dòng. Hỡi các thiên thần của Chúa, thiên thần bình an và hoan lạc, hãy hoan hô các mẹ và chị dòng thánh Francisco xuống giữa loài người mà an ủi cho chúng tôi, những kẻ trầm luân yếu đuối, bệnh tật, hủi phong. Hình ảnh các nữ tu phan sinh thừa sai Đức Mẹ cũng được khắc họa trong các bộ phim như phim Chuyện Tử Tế của đạo diễn Trần Văn Thủy vào năm 1985, hay phim Bến Sông Trăng của đạo diễn Đỗ Phú Hải được sản xuất vào năm 1998. Quả thật, việc phục vụ những bệnh nhân phong mang nét đẹp văn hóa tình người và cũng là ơn gọi của dòng, những con cái của Thánh Francisco. Từ chiếc nôi Quy Hòa, hội dòng đã mở thêm các cơ sở để đáp ứng lời mời gọi phục vụ cho những nhu cầu khẩn thiết của giáo hội và xã hội trên khắp đất nước. Đến năm 1958, để có nơi huấn luyện cho các nữ tu của dòng và cũng để phục vụ, giúp đỡ người nghèo tại vùng Đà Lạt về lĩnh vực giáo dục và y tế, tu viện Đức Mẹ Vô Nhiễm được thành lập vào ngày 28 tháng 4 năm 1958 tại cơ sở mặt trên là số 5 đường Gia Long, tiếp giáp với Dinh 1, nay là đường Trần Quang Diệu, và mặt dưới là số 20 đường Lê Thái Tổ, nay là đường Hùng Vương. Đây là một cơ sở rộng lớn mà dạ dòng mua lại trước đây của dòng Biển Đức với nhà nguyện và dãy tu viện trang nghiêm cổ kính. Ngay khi bắt đầu hiện diện, chị em đã mở nhà may giúp các phụ nữ học nghề, sau đó đến phục vụ bệnh nhân nghèo tại trạm xá St. Bernard, Thái Phiên. Tiếp đến, giáo hội mời dòng mở thêm hai trạm xá Thánh Gioan ở St. Jean và Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Thánh Mẫu. Năm 1961, chị em đảm trách thêm một trường tiểu học cho học sinh nghèo tại Trại Hầm và giao bớt một trạm xá cho một hội dòng địa phương. Về lĩnh vực giáo dục, ngày 1 tháng 9 năm 1959, chị em đã bắt đầu mở trường Đức Mẹ Lộ Đức gần nhà ga, với số học sinh ban đầu là 120 em cấp tiểu học cùng với một nhà trẻ. Đến năm 1961, dòng được chính quyền cho phép để xây trường mới và một nhà nội trú cho các em học sinh từ Sài Gòn lên học. Tháng 5 năm 1962, trường mới mang tên Virgo Maria bắt đầu khai giảng năm học, có thêm các lớp pháp văn. Đến tháng 3 năm 1963, mới chuyển hết học sinh từ trường tại nhà ga về. Nhà trẻ cũng được dời về để thành lập trường mẫu giáo Hừng Đông, dạy chương trình Pháp Việt với phương pháp Montessori. Năm 1965, trường Virgo Maria có 260 học sinh và các giáo viên đều có bằng đại học sư phạm. Trường chuyển qua dạy chương trình Pháp Việt cho học sinh đến năm 1975. Nhà nội trú cũng phát triển và mở rộng cho 150 em học sinh đến lưu trú. Từ năm 1966, trường Virgo Maria đã chuyển dần dần chuyên môn hóa việc giáo dục, chuyên đào tạo các ngành kế toán và thư ký văn phòng, để học sinh ra trường có việc làm trong bối cảnh xã hội đang phát triển. Tháng 10 năm 1969, dòng chính thức mở trường thương mại Việt nữ để giúp phát triển nữ giới qua việc đào tạo các thiếu nữ trong ngành học về thương mại, quản trị, kế toán, thư ký văn phòng, v.v. Đến năm 1975, tất cả các cơ sở buộc phải đóng cửa do tình hình thời cuộc. Các nữ tu ngoại quốc phải hồi hương. Chính quyền ban đầu xin mượn cơ sở nhà trường để làm trường bổ túc văn hóa cán bộ tỉnh Lâm Đồng. Sau đó, lại xin mượn thêm các cơ sở để làm văn phòng và nơi ở cho cán bộ trường. Qua nhiều cấp chính quyền và theo yêu cầu của các cơ quan như Ban Kinh tế Kế hoạch tỉnh Tuyên Đức, Ban giám hiệu trường bổ túc văn hóa cán bộ tỉnh Lâm Đồng đã có các văn bản đề nghị mượn cơ sở của dòng cho hoạt động giáo dục. Nhận thấy đây là thời gian đầu của giai đoạn thống nhất đất nước, các cơ sở giáo dục của nhà nước còn thiếu thốn, nhà dòng đã đồng ý
cho mượn cơ sở của dòng để phục vụ. Vào tháng 8 năm 1979, đại diện nhà dòng và Tòa Giám mục Đà Lạt có đồng ý ký biên bản bàn giao tài sản nhà đất của nhà dòng cho chính quyền với diện tích khoảng 7 hectare để sử dụng cho mục đích là giáo dục. Trong đó, có văn bản đề cập việc xin không sử dụng ngôi nhà nguyện của tu viện, nhưng xem như là một di tích tôn giáo. Như thế, toàn bộ cơ sở trường thương mại Việt Nữ, ngôi nhà nguyện thân thương linh thánh đã được cung hiến và các nhà khách cũng như dãy tu viện của dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ đã xem như tạm thuộc về chủ sở hữu mới. Tuy nhiên, đến năm 1994, các cơ sở này không được sử dụng đúng mục đích mà bị chuyển giao cho công ty du lịch Lâm Đồng quản lý và đưa vào khai thác cho hoạt động khách sạn dưới tên mới là khách sạn Lâm Viên. Vì thế, nhà dòng đã gửi đơn đến Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và các ban ngành liên quan đề nghị trả lại cơ sở tôn giáo này để nhà dòng có thể tôn tạo và sử dụng đúng mục đích ban đầu. Nhưng các lần gửi đơn vào ngày 15 tháng 8 năm 1994 và ngày 15 tháng 10 năm 1995 đều không được phúc đáp. Một thời gian sau, cơ sở dòng đã được sử dụng làm trường chuyên tỉnh Lâm Đồng, sau đó là trường trung học phổ thông Trần Phú. Còn khu vực tu viện và nhà thờ không hề được tôn tạo tu sửa, mà bị bỏ bê đến mức xuống cấp trầm trọng. Vào năm 2009, nữ họa sĩ Nguyễn Thị Tâm đã có vẽ một bức tranh sơn dầu mang tên Phế Tích, đã được trưng bày trong một số cuộc triển lãm và được một ân nhân mua tặng lại cho nhà dòng. Bức tranh rất có hồn, vẽ về ngôi nhà nguyện của nhà dòng tại địa chỉ số 5 Gia Long, Đà Lạt, nhưng lại khiến các nữ tu trong dòng đau lòng vì sự xuống cấp hoang tàn của một di sản tuyệt đẹp thuộc sở hữu của mình trước đây, mà nhà dòng muốn tôn tạo trùng tu nhưng lại không được phép. Tiếp đến, từ năm 2014, cụm công trình này được chuyển giao cho Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh lập chi nhánh đào tạo tại Đà Lạt. Bức xúc vì sự xuống cấp của các cơ sở dòng, đặc biệt là khu vực nhà nguyện và dãy tu viện đã không được sử dụng đúng mục đích và cũng không được quan tâm chăm sóc. Vào đầu tháng 3 năm 2016, dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ lại tiếp tục gửi đơn kiến nghị xin lại khu vực nhà nguyện và dãy tu viện. Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã trả lời không được chấp thuận việc khiếu nại. Nhìn lại suốt thời gian 42 năm qua, từ năm 1979 đến năm 2021, khu vực tu viện và nhà nguyện của dòng không hề được trùng tu sửa chữa như những gì đã đưa ra, nhưng bị bỏ mặc cho xuống cấp và nay lại bị tháo dỡ. Trong khi đó, ai cũng mong muốn các cơ sở được giữ gìn tôn tạo trùng tu theo đúng giá trị văn hóa lịch sử tôn giáo của công trình, và nhất là một di sản lịch sử quan trọng của hội dòng chúng tôi. Vì thế, chúng tôi cảm thấy bức xúc với các lý do sau. Chúng tôi rất đau buồn vì một di tích văn hóa lịch sử rất thánh thiêng của dòng không được tôn trọng giữ gìn mà còn bị phá dỡ mà không hề được hỏi ý kiến. Chúng tôi rất nóng lòng và khó chấp nhận vì nhiều người nói đến tu viện cổ bị bỏ hoang, trong lúc bao nhiêu lần nhà dòng đã lên tiếng xin lại để tu sửa lại mà không được đáp ứng. Chúng tôi thấy rằng Đại học Kiến trúc và các công ty xây dựng có thể rất chuyên môn, nhưng về mặt tôn giáo chưa lột tả và thể hiện được những giá trị thánh thiêng của chúng tôi trong kinh nghiệm tôn giáo, đặc biệt là một công trình tôn giáo cổ. Việc tháo dỡ còn gây tai nạn đau lòng ngay trong khuôn viên tu viện. Chúng tôi rất thương cảm cho hai công nhân và gia đình của họ. Riêng bản thân tôi là một nữ tu trước đây đã được đào tạo, được sống trong tu viện thân yêu này. Tôi cũng đã có thời gian làm bề trên giám tỉnh của dòng tại Việt Nam từ năm 2007 đến năm 2015. Tôi đã được bề trên giám tỉnh ủy quyền thay mặt cho chị em nói lên tiếng nói chính thức của hội dòng trước sự việc xảy ra. Chúng tôi ước muốn được đáp ứng nguyện vọng trong việc trùng tu, tôn tạo cơ sở tu viện và nguyện đường theo những đề nghị ban đầu trước khi chúng tôi giao mượn cơ sở. Xin cầu chúc sự bình an
và thiện hảo đến tất cả mọi người.